Sáng ngày 19 tháng 5 tại khu di tích lịch sử lưu niệm Bác Hồ xã Hồng Thái Tây, Tây, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung cơ sở Hồng Thái Tây, Tây đã long trọng tổ chức lễ dân hương kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Cùng tham dự buổi lễ dân hương với thầy và trò trường Trung cơ sở Hồng Thái Tây, Tây còn có đoàn đại biểu của phòng Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu của địa phương, các thầy cô giáo và các em học sinh đại diện cho các trường tiểu học mầm non Hồng Thái Tây. Tây Trung học cơ sở Hoàng Quế, Trung học cơ sở Yên Thọ, Tiểu học Yên Đức cũng có mặt đông đủ. Sau những bài ca tiếng hát của các em học sinh trường Trung cơ sở Hồng Thái Tây dâng lên mừng sinh nhật người, buổi lễ bắt đầu bằng lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong buổi lễ mừng sinh nhật 124 năm Việt Nam có bác, thay mặt cho các thầy cô giáo và học sinh trường Trung cơ sở Hồng Thái Tây, thầy giáo vũ trường thoi bí thư tri bộ hiệu trường nhà trường đã báo cáo với bác những thành tích mà thầy trò của trường đã đạt được trong năm học qua những em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học cũng vô cùng vinh dự khi nhận được phần thưởng trong buổi lễ trọng đại này